Đã có người từng nói, đọc sách mở ra cho chúng ta một chân trời mới. Quả thực không sai, mỗi cuốn sách chúng ta đọc đều giúp ta khám phá thêm thật nhiều điều thú vị. Khi đọc sách, ta tìm đến được rất nhiều nơi lý thú mà trong thực tế ta thật khó có thể đặt chân đến. Bạn có thể khám phá vũ trụ bao la, thám hiểm vùng đại dương rộng lớn, du lịch vòng quanh thế giới hay tìm hiểu những điều kỳ diệu của thiên nhiên thông qua mỗi trang sách. Và Dế Mèn Phiêu Lưu Ký cũng là cuốn sách mang đến những điều mới lạ như vậy. Cuốn sách viết về cuộc hành trình của một chú dế mèn cùng nhiều người bạn và mở ra cho bạn đọc một thế giới tươi mới, một vùng quê nhiều màu sắc, đầy sự trải nghiệm và những bài học sâu sắc. Dế Mèn Phiêu Lưu Ký là một cuốn sách văn học thiếu nhi kinh điển của tác giả Tô Hoài. Nhà xuất bản Kim Đồng đã nâng cấp tác phẩm thiếu nhi bất hủ này lên một tầm cao mới khi tái bản tác phẩm với diện mạo đẹp mắt và thu hút. Sách in theo khổ 13 x 19cm với hình ảnh chú dế mèn rắn giỏi trên nền xanh lá của trang bìa. Sách được tái bản vào năm 2020 nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nhà văn Tô Hoài. Chuyện gồm 10 chương kể về những cuộc phiêu lưu của dế mèn qua thế giới muôn màu, muôn vẻ của những loài vật nhỏ bé. Ở mỗi chương, dế mèn lại được gặp những người bạn mới, những trải nghiệm mới trên con đường chu du thế giới của mình. Theo bước chân của dế mèn, chúng ta lại được lạc vào một thế giới gần gũi, thân thương với những con vật gắn bó với đời sống thôn quê dân dã như dế chũi, dế chất, bác xín tóc, võ sĩ bọ ngựa, châu chấu voi, ếch cốm, chuồn chuồn. Những con vật này mang lại những tính cách, suy nghĩ khác nhau khiến cho tác phẩm thêm sinh động. Nhà văn Tô Hoài đã vẽ nên một thế giới đầy màu sắc diệu kỳ với muôn vàn những sắc thái tình cảm, những cuộc hành trình đầy phiêu lưu, những rung động tinh tế trước vẻ đẹp cuộc đời. Cuộc phiêu lưu của dế mèn như một cuộc hành trình trưởng thành với cơ man nào là rủi ro, biến cố. Qua mỗi biến cố, dế mèn lại có cho mình được một bài học. Đó là bài học về thái độ sống, bài học về tình bạn chân thành và bài học về sự đoàn kết, yêu thương, chia sẻ. Từ những bài học đó, dế mèn tự điều chỉnh bản thân, tự nhận thức để trở thành con người tràn đầy tình yêu thương, giàu lý tưởng và ham hiểu biết với bản lĩnh của một trang nam nhi đầu đội trời, chân đạp đất. Đọc câu chuyện của dế mèn, ta lại nhìn thấy hình ảnh của chính mình trong đó. Ai rồi cũng có sự trẻ con, bồng bột, cũng có những sai lầm, ích kỷ. Nhưng điều quan trọng là chúng ta nhận ra những sai lầm đó và sẽ dần thay đổi, trưởng thành theo thời gian và những trải nghiệm từ cuộc sống. Dế mèn phiêu lưu ký là cuốn sách văn học thiếu nhi sống động mà sâu sắc. Bởi vậy, hình ảnh chú dế mèn đã trở nên vô cùng thân thuộc với thế hệ trẻ Việt Nam. Gần 80 năm trôi qua kể từ năm 1941, không chỉ các bạn nhỏ mà ngay cả người lớn cũng háo hức, say mê, cũng bị lôi cuốn bởi từng trang sách. Dế mèn phiêu lưu ký không chỉ mang lại những bài học sâu sắc để trưởng thành mà còn đưa ta về một miền quê tận hưởng cuộc sống gắn liền với thiên nhiên, đồng ruộng mà đối với trẻ em thành phố thật khó để trải nghiệm. Qua chuyến phiêu lưu của dế mèn, ta thấy thế giới bỗng trở nên tươi đẹp hơn, cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn với đầy tình yêu thương, chia sẻ. Các bạn hãy cùng tìm đọc cuốn sách và cùng dế mèn phiêu lưu khám phá cuộc sống nhé. Chào tạm biệt các bạn.